xem nào. Để cái tươi lên nào. Đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế, hạnh phúc nào bằng không cửa lứa đôi, đúng là trăm hoa đơn nở một ngày không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Xin được trân trọng kính và thân ái kính mời toàn thể quý vị anh chị các cô các chú, đặc biệt là các bạn trẻ nào thành nhớ tú gắn tình thân tình của gia đình, những quý vị anh chị nào đã trực tiếp nhận được cái chúc mừng của gia đình, chúng ta sẽ cùng nhau khẩn trương hơn một chút nữa trở về trung tâm bữa tiệc của gia đình để được chúc mừng và xin được trân trọng kính mời anh chị, đặc biệt là các bạn trẻ nào thì chúng ta là những quý vị anh chị là những văn nghệ được sàn nhảy hãy cộng đến sân khấu để đăng ký và chúc đợi những ca khúc của mình thứ nhất là vâng xin được trân trọng kính mời tài chú bảo sang mẹ mới lại vâng đi sang mẹ thứ ba các bạn trẻ thân mến hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau buổi trưa ngày hôm nay để tham dự chương trình sẽ bước lên thành đường hạnh phúc của mình và xin được trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình sẽ lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị anh chị cùng đôi bạn trẻ. Vâng, xin được trân trọng kính mời và xin được kính nhắc bên tổ phóng viên nhà báo chúng ta hãy ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời của hai nhân vật chính đó chính là chú rể Quốc Việt Sánh Duyên cùng cô dâu Ngọc Phóng xin được ra mắt đến toàn thể quý vị và quý vị anh chị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ơi. Vâng, cảm ơn toàn thể quý vị anh chị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là yêu và được yêu. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Vợ từ thừa nề người, trai lớn thì dừng vợ, gái lớn thì gả chồng. Đó là quy luật tất nhiên của cuộc đời mỗi con người. Để rồi có tình yêu khao khát cháy bỏng của tuổi trẻ như chiếc cầu vồng vấp qua cơn mưa luôn tỏa ánh sáng hào quang, lại như cái tình yêu cao sang, tình yêu mạnh mẽ. Cho dù ngày mai còn ra lao vất vả, đôi tay bạn trẻ đã không quản ngại chi, họ đã vượt qua ranh giới của một tình bạn chân chính để bước tới một tình yêu chung thủy. Để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, và anh về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Và ngày hôm nay đây được sự lời mời thắm tình của gia đình và được sự ủy quyền của gia đình rất vinh dự cho ban nhạc Duy Mạnh được kết hợp với trung tâm tổ chức sự kiện phong dạp Duy Thành long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giờ phút này không để quý vị phải chờ lâu hơn được nữa, ban tổ chức tôi xin phép cơ quan chính quyền địa phương, xin phép hai bên gia đình và toàn thể quý vị anh chị đã có mặt tại trung tâm hôn trực cưới của đôi bạn trẻ. Giờ phút này Duy Mạnh xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được phép trịnh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ Quốc Việt Ngọc Phóng Quốc Việt xin được phép chính thức bắt đầu. Quý vị anh chị hãy cho một tràng pháo tay
Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thật đúng là nước biển mênh mông không là rượu này uống thật là thơm, mà dù mặn dù ngọt dù cay dù nồng, dù cho quý vị và anh chị các bạn ai chưa nên vợ nên chồng, nếu uống một vài chén kẻo lòng tương tư và cầm đường thì ta phải nhớ tới gương, cầm khăn nhớ nón nằm giường thì ta phải nhớ nhau. Đúng là hè qua thu lại đến rồi, chúc cho hai bạn trẻ trọn đời từ đây. Vâng, và ngọc phóng thì như hoa nở ở trên cành, mà chú rể quốc Việt thì như cánh bướm lượn vòng quanh hoa. Và hôm nay hai bạn chúc một nhà, chẳng khác nào ong bướm đá cận kề với nhau. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và tình yêu của đứa bạn trẻ thì không thể tính bằng ngày bằng giờ được. Tình yêu của đứa bạn trẻ phải được tính bằng năm bằng tháng. Tình yêu của đứa bạn trẻ thì được ví như trăm một lần. Ở chiếc phò mẹ pin hồng hạc tường, ở sọ chiếc hoạt áo trường bàn kiểu chỉ ly, lúc bí thư Phật Trọng Quang, Phật Trang cánh sảng là bàn mất ứng mắt đồm. Ở trên họ xúc ý chăn dòng từ mẹ nát tiền, trên họ xúc ai thành nhiên tuổi đóng chăn trai. Ở cuộc chỉ trì cho mang quảng thế mê đi, ở xúc khỏi nên nghĩ lại muôn chờ, lại tàng quang ở lại êm cứ già tàn ai tất cả sòng xảo sàng ngân. Ở sân tất cả hai có ni, ai Việt hâu cần nhắc bên báo lại quay la. Ở pì ní nét cửa pì chăn, vườn nét vườn mà, ở cần nhắc sửa phát hùa lông qua, sửa phát bá lông này, ở khai tứ hớt ốc bị in, cho nên ai Việt hâu chẳng có pin ở nhập mường, có pin cương nhập nằm, có pin nổi khảm kéo lì lương, cho nên vườn chắc lại mắc cổ lào, sao chắc mắc cổ báo, ai Việt hâu cần nhắc lại cứ cổ ý phóng hâu ta bằng tảo nì, ở lại cổ cần đeo sòng sai ta tít cắn, cho nên tố nên chẳng kiểu, ở lại quang chủ lở chai chắc lèn tú ảo, lại quang báo quang xào nhưng chắc lèn sâu cò sơ mê, ở bò mê ý, cần nhắc hạc nhăng banh, cái phù hở bay, cái lại hở cần ủm ra sau, ao dư lụ tay ngoa cái xin, ở sông mà đi mở cả hà lại mưa đi bên chăn, mưa sàn bên chép, ở sông các phú tăng dài, cần nhắc dệt ban khẩu, phóng pi phóng nòng nòng bàn đọc huống, so phép sạt lên sứ hà lên pha, cầu chúc ao ý phóng hao, mất dệt mất kín chính thức biển mía ai Việt hao tăng bản nì, ở sông là sông sông khỏi chứ ba sừng sốt của bấm mo, sừng co của bấy hết lại muôn, chỉ tạm và nà quán qua mà em phú già tàn ai tất cả sòng phá chưa hơn, ở sở lấy giòn cảm ơn sông sông ải sông em, sông pi sông nòng sông bản phú phương, rút sóng huyền sám xá sóng bản sám na bút bìa băng cản mới in mong muốn tới tay hơn sọt chúc hở ải thầu ép ghé hào hán xiển sờ liên lưu hở bán liên lan hải nhớ hào mắt nháo biếc lung súng phiên bà mà biếc bò biếc mè hà hơn chúc hở sung mà tuổi nòng phải như nhau lớp chơi là cái tuổi nóng lành lao đón lao khảo luận sưng bo làng thầy chúc hở sung thành nhẹn hâu lớp chơi là cái bậc khách thành cả ải nòng phải trai hâu hào hán xiển sờ hào chu ăn là hán chu bón nhất thiêng sẽ lầu nhất thầu sẽ ăn lý ăn chăn đấy đó sung ải sung em pin nòng bản của hao nơ. Và quý vị anh chị hãy cho bên gia đình một tràng pháo tay thật lớn được không ạ quý vị ơi? Vâng, một lần là những lời cảm ơn của bên gia đình họ nhà trai gửi tới toàn thể quý vị anh chị trong buổi trường. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn trẻ nam thanh niên ưu tú, chắc chắn giờ phút này đôi bạn trẻ của chúng ta đã cảm nhận được tình cảm của cha mẹ những người quý nhất rồi. Chính vì vậy giờ phút này xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau tiến lên phía trước để cùng tiên. Vâng, trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy cùng nhau chung tay góp sức rót những ly rượu cho ngày vui hạnh phúc của mình. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, anh chị và các bạn trẻ nam thanh niên ưu tú, và trải qua không biết bao nhiêu độ trăng biết trăng tròn, trải qua không biết bao nhiêu mùa lúa chín mùa cao đi hạt, có nắng có mưa có khóc có cười, thì giờ đây đôi bạn trẻ của chúng ta đã trở thành con trong một nhà rồi, và xin được kính chúc cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Và quý vị anh chị hãy cho chú rể một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ quý vị ơi. Vâng, xin được kính mời chú rể của chúng ta sẽ đến với chai rượu thứ hai. Vâng, trân trọng kính mời. Và liên tục xin được kính nhắc bên nhà nhiếp ảnh hàng đầu của Việt Nam đang sở hữu chiếc điện thoại Nokia 80 màn hình đen trắng, hãy rút ra để ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời. Bày tỏ lòng cảm ơn của cô dâu và chú rể. Giờ phút này xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể hãy nâng rượu lên bên hai đấng sinh thành của mình để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ nhân vui nhất đời. Vâng, và xin được trân trọng kính mời chú rể hãy nâng rượu lên bố mẹ của cô dâu, và xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy nâng rượu lên bố mẹ của chú rể. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Và toàn thể quý vị anh chị chúng ta cùng nhau rót rượu vào ly của mình được không ạ?
Vâng, thật đúng là chứ chung thì để phần cha, chứ hiếu phần mẹ, còn đôi ta chứ tình. Xin mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ bước sang để cộng ly với nhau ạ. Từ nay hai gia đình của chúng ta đã trở thành như một rồi. Tôi xin chúc cho hai bên gia đình tình nghĩa keo sơn ngày một gắn kết thật chặt hơn. Và toàn thể mọi người đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau rót rượu vào ly cùng mình để uống mừng đồng khởi được không ạ? Và xin được kính mời cô dâu và chú rể sẽ bước lên phía trước hai bước để uống rượu ra vôi với nhau ạ. Và xin mời hai bạn hãy quay về phía mặt nhau đi ạ. Cùng nhau ngoắc tay và tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nhau rót được không ạ? Toàn thể mọi người đã sẵn sàng chưa? Mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau rót rượu và đứng dậy để rót được không ạ? Xin được trân trọng kính mời các bạn trẻ nam thanh nữ tú ạ. Chúng ta hãy cùng nhau đứng dậy đi không ạ? Kính mời các cô, các bác ạ, ở phía rạp kia hãy cùng nhau đứng dậy được không ạ? Giúp bộ hoa phí đồng ơi, hoa hộp ấn tứ khử nê. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ. Quý chị ơi, hãy cùng nhau đứng dậy được không ạ? Và tôi sẽ đếm từ 1 đến 3, chúng ta cùng nhau rô nhá. Nào, 1, 2, 3, rô. Xin kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình sẽ bước xuống phía dưới để uống rượu cảm ơn toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình và kính mong kính mời cô dâu và chú rể hãy ở lại với chương trình ít phút. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị anh chị, và mấy ngày hôm qua thì hai bạn còn gặp nhau ở đường, hôm nay hai bạn đã nằm giường cùng nhau, và để giữ gìn cho hạnh phúc mai sau, chẳng biết là buổi tối ngày hôm nay đây hai bạn trẻ sẽ cùng nhau làm cái gì. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và xin được trân trọng kính mời cô dâu hãy đặt tay lên chỗ nào cứng nhất của chú rể ạ. Và xin được kính mời cô chú rể hãy đặt tay lên chỗ mềm mại nhất của cô dâu. Vâng, và chắc chắn rằng chỗ nào cứng chỗ nào mềm thì chắc chắn đôi bạn trẻ của chúng ta đã biết hết rồi đúng không ạ? Sau đây xin được kính mời cô dâu và chú rể hãy tiến sát lại gần nhau được không ạ? Cô dâu hãy ôm cổ chú rể ạ. Vâng, và tôi sẽ bắt nhịp từ 1 đến 3 thì đôi bạn trẻ sẽ gửi tặng cho nhau một nụ hôn thật là nồng nàn nhất, cháy bỏng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trước khi bước vào nụ hôn này, ban tổ chức chúng tôi xin được khuyến cáo trước khi hôn thì cơ thể phải thả lỏng, mắt nhắm mờ, không được cắn chặt môi, miệng cũng không được há rộng như miệng nồi để tránh trường hợp lưỡi rơi vào cổ họng. Đó là điều cô dâu và chú rể của chúng ta cần phải lưu ý. Và nếu mà chú rể hôn vào môi thì sẽ sinh con trai, hôn vào má thì sẽ sinh con gái, còn hôn vào cả hai thì sẽ sinh đôi đấy ạ. Vâng, hai bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Mọi người đã sẵn sàng chưa ạ? Và hãy cùng nhau đếm ngược thời gian với Duy Mạnh nhá. Nào, 1, 2, 3, hôn ơi! Rất ngọt ngào, rất tình cảm đúng không ạ? Mọi người có thể cho chú rể một tràng vỗ tay thật lớn được không?